Chiều ngày 30 tháng 8, Ban Thường vụ tỉnh ủy Sơn La đã tổ chức hội nghị thảo luận và quyết định một số nội dung theo quy định. Đồng chí Nguyễn Hữu Đông, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, trưởng đoàn đại biểu của tỉnh chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có đại diện các vụ của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Ban Dân vận Trung ương, Văn phòng Trung ương Đảng và Ban chỉ đạo 35 Trung ương. Đồng chí Lào Minh Hùng, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, đồng chí Hoàng Quốc Khánh, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, đồng chí Nguyễn Thái Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh. Các đồng chí ủy viên ban thường vụ tỉnh ủy, lãnh đạo hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh. Tại hội nghị, đồng chí Bí thư tỉnh ủy Nguyễn Hữu Đông đã thông tin quán triệt một số văn bản và nội dung chỉ đạo của Trung ương như chỉ thị số 15 về công tác ngoại giao kinh tế phục vụ phát triển đất nước đến năm 2030 của ban bí thư. Chỉ thị số 16 về lãnh đạo đại hội Hội nông dân các cấp và đại hội đại biểu toàn quốc Hội nông dân Việt Nam lần thứ 8, nhiệm kỳ 2023-2028 của Ban Bí thư. Công điện số 724 của Thủ tướng Chính phủ về việc bảo đảm trật tự toàn giao thông trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9 năm nay. Nghị quyết số 102/2022 của Chính phủ tại phiên họp thường kỳ tháng 7 năm 2022 trực tuyến với các địa phương. Nghị quyết số 108 năm 2022 của Chính phủ về thực hiện nghị quyết số 61 năm 2022 của Quốc hội về tiếp tục tăng cường hiệu lực hiệu quả, thực hiện chính sách pháp luật về quy hoạch và một số giải pháp tháo gỡ khó khăn vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ lập và nâng cao chất lượng quy hoạch thời kỳ 2021-2030. Tiếp đó, lãnh đạo văn phòng tỉnh ủy báo cáo tiếp thu các ý kiến tham gia vào nội dung gồm dự thảo biên bản ghi nhớ giữa tỉnh Sơ La và thành phố Hải Phòng giai đoạn 2022-2025. Báo cáo của Ban Cán sự Đảng Ủy ban Nhân dân tỉnh tiếp thu cập nhật ra soát các nội dung của Nghị quyết số 20 ngày 16 tháng 6 năm 2022 vào dự thảo nghị quyết của Ban Thường vụ tỉnh ủy về phát triển doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh đến năm 2025. Các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy đã thảo luận cho ý kiến vào các nội dung báo cáo của Ban Cán sự Đảng Ủy ban Nhân dân tỉnh như kết quả tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong giải phóng mặt bằng khu công nghiệp Mai Sơn và một số dự án trọng điểm của tỉnh. Đồng thời cho ý kiến vào các nội dung đảng đoàn hội đồng nhân dân tỉnh, báo cáo kết quả thẩm tra trình kỳ họp hội đồng nhân dân tỉnh. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Hữu Đông yêu cầu văn phòng tỉnh ủy, đảng đoàn hội đồng nhân dân tỉnh, ban cán sự đảng ủy ban nhân dân tỉnh, các ban ngành của tỉnh tiếp thu ý kiến đóng góp của các đại biểu để chỉnh sửa bổ sung, hoàn thiện các tờ trình dự thảo báo cáo trình ban thường vụ tỉnh ủy theo quy định, bảo đảm tổ chức thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ trong thời gian tới.